Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Man Space. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng là cái ngôn ngữ không lời trong quá trình giao tiếp nó chiếm từ 70 cho tới 93% chất lượng cuộc đối thoại của hai người. Có nghĩa là mặc dù anh em giao tiếp với một người, anh em dùng ngôn ngữ để bộc lộ ra cái mong muốn, cái suy nghĩ và cái ý kiến của anh em, nhưng mà cái thông điệp của anh em á, có được tiếp nhận bởi đối phương hay không và nó được tiếp nhận như thế nào, nó nằm ở cái việc trong lúc anh em đang nói cái thứ đó, cơ thể anh em ra sao, ánh mắt của anh em như thế nào. Tôi muốn anh em hãy đi cùng tôi toàn bộ clip này, vì hết cái clip này anh em sẽ biết được cách nào để khiến cho một cô gái biết được anh em đang để ý tới họ nhưng không cần phải nói ra, cách nào để khiến cho một cái người lạ lần đầu tiên gặp anh em người ta tôn trọng anh em nhiều hơn, cách nào để khi mà người khác đang kể chuyện cho anh em nghe, anh em có thể cho họ biết được là anh em đang rất là lắng nghe chăm chú tới cuộc đối thoại của họ, là clip Man Space chứ đâu. Cho nên là let's go. Ngôn ngữ không lời thứ nhất mà anh em nên biết: ánh nhìn tam giác ngược. Cái ánh nhìn tam giác ngược nó cực kỳ hiệu quả vào những lúc mà anh em cần cho một cô gái biết là anh em đang có mặt giao tiếp với cô ấy, không phải làm bạn cô ấy, không phải là để làm chị em của cô ấy, mà anh em đang có mặt ngày hôm nay là để chinh phục cô ấy. Tam giác ngược có nghĩa là phần đáy của cái tam giác nó nằm ở phần mắt của cô gái nè, hai điểm, và cái phần đỉnh nhọn của tam giác nó nằm ở gần cái vùng ngực nha anh em. Đó, tam giác ngược. Wow. Nhưng hãy nhìn một chút xíu thôi, hãy cho cô ấy biết được là anh em cũng hứng thú với cơ thể cô ấy, anh em cũng hứng thú với cái sự nữ tính của cô ấy. Đừng bỏ quên bộ phận đó nha. Cái ngôn ngữ không lời thứ hai anh em mới thấy rồi đó: vỗ tay. Anh em có nhớ tại sao Man Space luôn vỗ tay vào mỗi đầu clip khi mà tôi làm với anh em hay không? Đây là một cách giao tiếp ngôn ngữ tôi đúc kết được từ quá trình mà tôi thường xuyên đi làm những cái bài thuyết trình. Khi mà anh em thuyết trình hoặc là anh em đứng lên giữa một đám đông và anh em nói ý kiến của mình thì khả năng rất là cao là đám đông đó sẽ không có nghe anh em nói, đám đông đó sẽ không có tập trung vào anh em. Hello mọi người. Tôi thuyết trình nha, chào mọi người tới với nhóm của tôi. Không ai nghe anh em đâu. Trước khi mà anh em cần nói ý kiến của mình và anh em muốn cái đám đông nó tập trung vào anh em, hay có một cái tiếng vỗ tay nhẹ thôi, thì tất cả ánh mắt của người ta sẽ tập trung vào anh em mà thôi. Và khi đó hãy nói lên ý kiến của mình, hãy thuyết trình một cách thật là đỉnh nha anh em. Cái ngôn ngữ không lời thứ ba nó nằm ở cái dáng đứng của anh em. Thông thường khi mà anh em đứng nói chuyện với một người khác, đặc biệt là một cái người lạ, anh em rất là dễ rơi vào cái dáng đứng của sự rụt rè và sự thiếu tự tin. Đó là dáng đứng khi mà hai chân chụm vào nhau, hai tay đặt rất là sát người và không dám chiếm không gian cá nhân. Hãy thay đổi một chút xíu thôi. Cái bước thứ nhất đó chính là hai chân đặt bằng cái phần vai của anh em, hai tay của anh em đặt rộng ra, thả xuống, đừng ngại chiếm không gian một chút xíu. Người đối diện của anh em, người ta phải có một cái sự tôn trọng với anh em ngay lập tức luôn. Ngôn ngữ không lời thứ tư đó chính là cái bắt tay. Có lẽ khi mà anh em bấm vào cái clip này, anh em sẽ nghĩ rằng cái bắt tay nó có xuất hiện ở đâu đó vì nó rất là quan trọng với một người nam giới. Đúng, thật sự anh em không sai, cái bắt tay của một người nam giới chính là một cái thông điệp không lời nói lên được rằng là anh ta có đang tự tin hay không. Nếu như mà anh em ngửa lòng bàn tay của anh em lên nhiều quá trong lúc anh em mới vừa bắt tay một người lạ, đây là cách bắt tay của một cái người ở thế yếu hơn. Đẩy cái lòng bàn tay của anh em xuống một chút xíu. Hãy đẩy lòng bàn tay của anh em xuống một chút xíu. Cầm tay đối phương, không phải là ép tay họ hoặc là cố gắng gồng lực nha. Một cái nắm tay chắc chắn giống như là anh em đang nắm tay người yêu của anh em vậy á, kèm theo cái ánh mắt nhìn thẳng vào họ và cười. Cái ngôn ngữ không lời thứ năm nó quay về cái cách mà anh em nên đặt mắt ở chỗ nào khi mà lắng nghe đối phương đang nói chuyện. Khi mà đối phương đang nói chuyện với anh em, đang kể chuyện với anh em á, cái thứ mà đối phương rất là cần là cái cảm giác họ đang được lắng nghe, cái cảm giác là anh em đang rất là hứng thú với câu chuyện của họ, thì từ đó họ mới có một cái sự thôi thúc để nói chuyện với anh em nhiều hơn. Anh em rất là thường xuyên mắc phải cái sai lầm nhìn chằm chằm vào cái mũi của người ta, nhìn chằm chằm vào giữa cái thái dương của người ta. Không phải là ánh mắt của eye contact, không phải là ánh mắt của cái sự giao tiếp, cái sự lắng nghe, mà đây là ánh mắt của một cái người nam giới đang không nghe đối phương nói gì. Anh ta chỉ nhìn thôi, nhưng mà cái tâm hồn của anh ta đặt ở chỗ khác rồi. Mà thay vào đó, lần tiếp theo khi mà đối phương, một cô gái, một người bạn đang kể chuyện cho anh em nghe, anh em hãy đặt con mắt của anh em từ cái phần mũi của họ tới cái phần miệng của họ, nằm trong cái khu vực này nè. Hãy nhìn ở khu vực này, lúc thì nhìn mũi, lâu lâu thì nhìn cái đôi môi của cô ấy. Và khi nào anh em cần nói thì hãy nhìn vào mắt của em một chút xíu và hãy bắt đầu nói nha anh em. Khi mà anh em biết đặt cái đôi mắt của anh em vào đúng chỗ, đối phương sẽ cảm thấy anh em lắng nghe họ
rất rất là nhiều luôn. Để cho anh em dễ nhớ cũng như là dễ thực hành vào những cái ngày hôm sau thì tôi sẽ tạm gác cái clip ngày hôm nay lại với 5 cái ngôn ngữ không lời thôi. Anh em xem xong anh em ngẫm nghĩ một chút xíu và đừng ngại vào ngày mai hãy bắt đầu thử những cái ngôn ngữ không lời này nha. Nếu như mà anh em thấy thích cái chủ đề này hãy comment cho tôi biết là anh em muốn tôi ra tập 2. Tôi sẽ làm tập 2 tiếp tục 5 cái ngôn ngữ không lời tiếp theo nữa để đủ 10 cái cho anh em có thể giao tiếp mỗi ngày càng tự tin hơn nhiều hơn nha. Tôi rất là cảm ơn anh em đã đồng hành cùng tôi toàn bộ ngày hôm nay. Nếu như mà anh em thấy clip ngày hôm nay nó hay, nó hữu ích cho anh em thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh để khi mà tôi ra clip mới, có thể là phần 2, YouTube sẽ thông báo trực tiếp với anh em luôn nha. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Cũng tất nhiên là đến từ kênh Manspace rồi đúng không? Thì chào anh em.